Ok, xin chào anh chị em khách hàng đã đến với kênh ST 2ND nội địa Nhật nha. Nay bên kho shop em về được một lô máy lạnh mới 100%, đặc biệt là chưa từng qua sử dụng nha. Đây. Đó. Một nhà. Lô này em về nó có hai loại, một loại là còn trong thùng và một loại là không còn thùng. Lý do vận chuyển nó bị rách hộp này kia, nó ẩm mốc hộp cho nên là em bỏ cái hộp luôn nha. Rồi, bây giờ em sẽ vô chi tiết em nó. Ngoại hình em nó là khá bóng mới. Mặt trước màu trắng. Mặt sau cái lỗ thoát nóng là màu xám. Đây, cái lốc của nó còn mới đẹp. Không một hạt bụi luôn nha. Đát của nó thì còn rất là cao. Đát 2022. Đây, cái đát của nó đây. 2022 đó. Rồi. Chiều cao của nó là 74 cm. Cái chiều ngang của nó là 34 cm. Còn cái chiều sâu vô của nó là 20 cm nha. Đây, một găng tay của em đây. Trọng lượng của nó là 20 kg, rất dễ di chuyển nha. Các anh chị có thể di động cái máy lạnh này đi tới đi lui, hay là có thể là mình dọn nhà kho hay là dọn nhà xưởng, mình ôm qua đây ôm qua kia cũng vẫn được nha. Rất thích hợp cho việc di chuyển. Đi kèm với em nó thì có một cái remote. Cái nút đỏ là on off. Hai nút bên đây là tăng nhiệt độ, giảm nhiệt độ nha. Rất dễ dàng sử dụng, chỉ cần 2-3 thao tác là anh chị có thể sử dụng con máy lạnh rồi. Chi tiết liên hệ 0965 302628. Zalo vẫn là số đó luôn nha mọi người. Bye bye, xin chào mọi người.